Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại con đường huyện lộ 03 thuộc ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở trên con đường này em có mấy mảnh đất nha, muốn giới thiệu đến anh chị. Mảnh đất của mình nó nằm trong cái hàng rào này nè anh chị. Hàng rào này nè. Nó từ dài đằng đó đó. Dọc lại tới cuối cái hàng rào đây. Đó. Ok chưa? Là có 6 lô. Lô đầu tiên. Để em giới thiệu cái lô đầu tiên trước nha. Lô đầu tiên từ cái hàng rào bên đây. Lô đầu tiên thì hai mặt tiền. Lô đầu tiên thì 300 mấy chục mét vuông lận anh chị. Lô đầu tiên em coi coi. Lô đầu tiên tổng diện tích là 357 mét vuông nè. Hiển thị hai mặt tiền nha anh chị. Đó. Cái cạnh này nè, mặt tiền bên hông nè, dài vô trống 36 mét. Mặt tiền đây, dài ra đằng kia 15 mét. Từ chỗ này nha, 15 mét. Nhưng mà cái mảnh đất mặt tiền, hai mặt tiền này thì nó tớp hậu nha anh chị. Nó tớp hậu. Đó, tới chỗ này. Tại cái cọc chỗ này nha anh chị. Đó, em đứng vô em nhìn, em quay cái cọc cho anh chị coi đi. Ở trong này có cọc hết rồi. Đó 15 mét. Thấy cọc không? Cọc chỗ này nha anh chị. Em chỉ cho rõ nè. Cọc chỗ này nè. Có số thửa hết luôn nè. Ở trong nha. Lô đầu tiên. Chủ kêu bán. Với giá là 1 tỷ 2. Là mặt tiền 15 mét nha. Bị sâu vô là 35, 36 mét gì đó. Nó có lẻ lẻ một chút. Rồi, bây giờ mình giới thiệu lô thứ hai đi em ơi. Chút xíu mình quay ra phía sau cho anh chị coi. Lô thứ hai từ cái cây này. Từ cây này nè. Đi qua đây 5 mét nè. Còn mấy cái lô lẻ lẻ này là không có tốt hậu nha anh chị. Lô này, mấy lô này rất là đẹp. Sâu vô 36 mét. Phía sau có cọc rồi. Cái này thì người ta đang khóa. Đang khóa rồi, em không có chìa khóa em vô không được nha. Nên em đứng ở ngoài em quay. Chút xíu em zoom gần cái cọc phía sau cho anh chị coi là được rồi. Cọc từ chỗ này qua đây 5 mét, sâu vô 36 mét, tổng diện tích là 171 mét vuông. 171 mét vuông. 79 mét lận anh chị, em nói lộn, 179 mét vuông có 100 mét. 600 triệu. Cái lô bên kia là 1 tỷ 2 nha, lô bên đây 600. Nè. Rồi lô tiếp tục từ bên đây qua đây. 5 mét sâu vô 36 mét. 600 luôn. Nói chung là bên đây có 5 lô nè. Ở đây có cọc có móc rồi hết rồi nha anh chị. Chủ ở đây người ta cắm cọc hết rồi. Đây nè, cọc đồ có đầy đủ hết. Số thửa đồ người ta có ghi trên cái cây cọc luôn. Tới cuối chỗ này. Thẳng ra phía sau. Đó. Đi, lại đây. Đất này thì hướng gì đây? Hướng bắc nha anh chị. Đất này hướng chánh bắc. Rồi coi như em nói lại nha. Địa chỉ ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình có 5 lô, mỗi lô 5 mét, sâu vô 36 mét. Tổng diện tích là 179 mét vuông, có 100 thổ cư. Đất hướng Bắc, chủ kêu bán với giá là 600 triệu mỗi lô. Còn duy nhất một lô, hai mặt tiền. Hai mặt tiền nha, bề ngang 15 mét. Lô hai mặt tiền bề ngang 15 mét, bề sâu vô 36 mét. Mà tốp hậu nha anh chị. Tốp hậu phía sau còn có 4 mét thôi. Đó nên chủ bán với cái giá là 1 tỷ 2. Có thổ cư luôn. Đâu em coi cái lô hai mặt tiền bao nhiêu thổ cư này. Lô hai mặt tiền 150 thổ cư. 1 tỷ 2. Tổng diện tích của lô hai mặt tiền 357 mét vuông. Có 150 thổ cư rồi. Đất hướng Bắc. Cách thành phố Hồ Chí Minh. Thì chạy về đây. 55 tới 57 cây. Từ Long An anh chị chạy qua đây chắc cỡ 30 cây là tới đây rồi. 30 cây. Từ Mỹ Tho chạy xuống đây cỡ 27, 28 cây gì đó. Thì xung quanh quay cho anh chị coi đi. Nhà cửa cũng rất là ok. Đối diện đất mình thì cũng ok nha. Có cái hàng rào, có cái mảnh vườn.
ở đối diện thì xéo xéo qua thì sửa xe làm móng làm nai. Khu vực đây thì nhà cửa cũng ok. Anh chị nào cần em vô gần, gần em đứng lên cái hàng rào em quay vô gần vô cái cọc phía sau cho anh chị, đưa cao lên được rồi. Cọc phía sau đó anh chị, em vô gần đi, cái cọc phía sau ngay chỗ xéo xéo chỗ cái con bò đó. Chung xa quá anh chị, 36 40 mét lần xa quá không biết anh chị thấy không. Mà ở đây có cọc có móc rồi hết rồi nha anh chị. Em quay rõ ràng à. Nói chung ở ngoài sao thì em diễn tả y hệt vậy đó. Chung nó không có khác gì đâu. Đất của mình thì đường dây điện không đi ngang nha. Trên đất mình đường dây điện là rất là sạch. Dây điện thì đối diện nè, đối diện đất mình có dây điện. À, xung quanh đây cũng nhà cửa rất ok. Đường hai mặt tiền đi vô trong nhà đông lắm anh chị. À, quay gần gần vô trong cho anh chị coi đi. Trong nhà đông dữ lắm. Rồi, thì tới đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần cứ liên hệ số điện thoại của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.